Hello mọi người, mình là Trinh Mai. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Go With Mai cũng như là series tâm sự của cổ thủ khoa đào ngoại thương. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách để mà chúng ta có thể học những cái khóa online thật là hiệu quả hơn. Bởi vì bản thân mình thì cũng đã trải qua cách giáo dục truyền thống, những lớp học truyền thống cũng như là những lớp học online, thì mình nhận thấy là những lớp học online tuy nó rất là tiện, chúng ta không có phải đi qua đi lại, chúng ta tiết kiệm được cái nguồn năng lượng khi mà di chuyển á, nhưng mà nó cũng có những một số cái khuyết điểm của nó mà nếu như chúng ta không cẩn thận thì chúng ta có thể phân tâm và dẫn đến cái việc học nó diễn ra không hiệu quả. Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ một số tips để giúp cho các bạn học online có hiệu quả hơn. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi kênh của mình thì mình là Trinh Mai, mình là một trong những cựu thủ khoa đại học ngoại thương trong thành phố Hồ Chí Minh. Và mình mong muốn là thông qua series tâm sự của cựu thủ khoa đại học ngoại thương này sẽ giúp cho các bạn cảm thấy vui hơn với việc học, cũng như là chia sẻ đến các bạn kinh nghiệm đã giúp mình đậu được đại học ngoại thương cũng như là giành được học bổng như học nước ngoài. Và nếu như các bạn cũng đang quan tâm đến chủ đề trong video clip ngày hôm nay thì nhớ theo dõi hết video clip này nha. Ok, lời nói đầu là mình đã từng học các lớp học truyền thống. Cái thời mình học đại học thì chủ yếu là chỉ học ở lớp học truyền thống thôi, không có một cái khái niệm gì là học online hết á. Nhưng mà từ khi mà mình sang Nhật thì mình bắt đầu học online, kể cả học và kể cả dạy online luôn. Thì mình có cảm thấy rằng bản thân mình ở với cương vị là người đi dạy cũng như người học ấy, thì mình cảm thấy mình có một số cái khuyết điểm của việc học online. Và một trong những cái khuyết điểm lớn nhất ấy, đó chính là học sinh bị mất tập trung. Và đôi khi người ta ý lại rằng vì nó online, vì nó sẽ được lưu trữ nên người ta sẽ không có ghi chép đầy đủ á, nên là dẫn đến cái việc là cái việc học nó không đạt đến cái hiệu quả tốt nhất. Nên là video clip ngày hôm nay sẽ chú trọng chia sẻ đến các bạn những cái tips, những cái điều mà các bạn phải chú ý để quá trình học online của các bạn diễn ra hiệu quả, không bị mất thời gian ha. Ok, và còn chần chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Thì trước khi mà mình chia sẻ đến các bạn tips để việc học online của các bạn trở nên hiệu quả hơn thì mình muốn các bạn có một cái nhìn nhận thật là chính xác về cái sự khác nhau giữa việc học online và lớp học truyền thống như thế nào, để từ đó các bạn có thể lưu ý được rằng là nếu mà mình học online mình phải chú ý ở những cái điểm nào để mà cái hiệu quả học tập của mình nó không khác với cái lớp học truyền thống hơn. Thì bản thân mình sẽ thích cái lớp học truyền thống hơn, bởi vì là nó giống như là các bạn học bằng tất cả các giác quan vậy đó, và nó có cái ranh giới rõ ràng giữa cái việc là học ở trên lớp và sau đó là ở nhà mình tiếp thu bài giảng và sau đó là ôn tập. Nhưng mà vì học online á, tất cả mọi thứ, tất cả các quy trình các bạn đều làm ở nhà hết á, nên là các bạn rất là dễ bị nhầm lẫn giữa cái việc ngồi nghe giảng và cái việc tiếp thu bài nó như thế nào và cái việc ôn tập như thế nào. Bởi vì tất cả các bạn đều làm ở nhà hết, các bạn không có một cái ranh giới nào phân chia, nên là nhiều khi các bạn chỉ vừa mới nghe giảng thôi, cơ thể các bạn chưa thực sự hấp thu á, nhưng mà các bạn đã tưởng rằng là các bạn tôi nghe giảng rồi là xong rồi, coi như là tôi đã xong một lần học. Nhưng mà không phải ha. Thì bây giờ mình sẽ so sánh cái sự khác nhau giữa lớp học truyền thống và học online để các bạn thấy rõ nè. Đầu tiên á, là cái quy trình khi mà các bạn đến một cái lớp học truyền thống ấy, thì các bạn sẽ học trên lớp đúng không? Xong rồi sau đó các bạn về nhà các bạn sẽ học. Thì đây là cái quy trình của mình, không phải bạn nào cũng sẽ thực hiện nó. Nhưng mà bởi vì là trong những cái video clip trước thì mình cũng đã, đặc biệt là cái video clip học toán ấy, thì mình có chia sẻ rằng là khi các bạn học trên lớp xong, các bạn về nhà các bạn phải xem lại ngay để các bạn có thể thực sự tiếp thu cái kiến thức đó, và sau đó sẽ là đến cái quá trình ôn tập đúng không? Và mình cũng dặn các bạn là ví dụ như sau đó một tuần thì các bạn ôn lại, và sau đó cách khoảng 3 tuần các bạn lại tiếp tục ôn tập lại cái kiến thức đó thì các bạn sẽ nhớ. Thì hôm nay mình chỉ nói ngắn tóm lược thôi, đó chính là cái quy trình mà mình cảm thấy rất là lý tưởng của cái việc đi học ở lớp truyền thống, là các bạn sẽ học trên lớp, xong rồi các bạn về lại nhà và sau đó các bạn ôn tập ha. Thì để nói cụ thể là một học sinh thì người ta sẽ có những cái hoạt động gì ở trong cái lớp học truyền thống này thì nó sẽ là như sau. Thì đầu tiên khi mà các bạn ở trên lớp, các bạn sẽ nghe giảng và sau đó các bạn sẽ ghi bài đúng không? Và các bạn còn được phát những cái tờ tài liệu đúng không? Và các bạn chỉ việc nhìn vào đó mà nghe giảng. Sau đó khi các bạn về nhà ấy, thì các bạn sẽ xem lại bài và các bạn sẽ có cái quá trình tiếp thu. Như mình vẫn nói trong cái video clip về cách học toán rồi cách học tiếng Anh, tức là cái việc mà các bạn đi đến lớp học thêm xong, các bạn về nhà học bài lại, nó rất là quan trọng. Và thậm chí là mình nghĩ nó còn là một cái điểm mấu chốt để mà quyết định các bạn có tiếp thu cái kiến thức đó không. Nên là cái thời gian tự học rất là quan trọng. Và cuối cùng ấy là chính là các bạn trong cái quá trình ôn tập thì các bạn sẽ giải lại bài các kiểu đúng không? Thì đây chính là cái lớp học truyền thống. Vậy còn lớp học online thì sao? Lớp học online, đã nói là online thì chắc chắn tất cả mọi thứ thường là các bạn tự làm ở nhà hết. Các bạn sẽ xem video tại nhà, xong rồi sau đó các bạn ôn tập lại đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phân tích rõ là trong cái trường hợp này các bạn sẽ học như thế nào ha. Thì ví dụ như là ở lớp học online thì các bạn sẽ nghe giảng và ghi bài khi các bạn xem video đúng không? Và một cái điều mình muốn cho các bạn đừng có hiểu lầm á, là các bạn đừng bao giờ hiểu lầm rằng cái việc mà xem cái video lần đầu tiên ấy, nó đã đồng nghĩa với việc các bạn đã tiếp thu bài ha. Cái bước
bước tiếp thu bài là cái bước các bạn phải ngồi ngẫm nghĩ về cái kiến thức đó và cố gắng nhớ cái kiến thức đó. Nên đó là cái điều mà mình mong các bạn sẽ lưu ý, là các bạn xem video lần đầu thì các bạn chỉ gọi là nó chỉ tương đương với cái phần nghe giảng và ghi bài thôi trong cái lớp học truyền thống thôi, nó không có tương đương với cái phần là các bạn sẽ tiếp thu ngay được nha. Ít người mà ngồi nghe giảng xong mà tiếp thu được lắm, nên là mình muốn nhắc nhở các bạn đừng quên cái việc rằng là các bạn sẽ phải ngồi học và tiếp thu cái bài đó ha. Nó khác với cái lớp học truyền thống, bởi vậy mình nói nó rất là khó, bởi vì là nó không có cái ranh giới rõ ràng giữa việc ngồi nghe giảng ghi bài và cái việc học lại bài tại nhà ha. Thì cái điều mà mình mong muốn các bạn làm ở đây là khi các bạn học online, khi mà các bạn đang xem video thì các bạn phải chú tâm nghe giảng và cố gắng ghi lại bài. Đừng có ý ý là vì nó là video mình có thể xem lại bất cứ lúc nào, như vậy nó rất là mất thời gian. Các bạn phải tưởng tượng như đây là một cái lớp học, như lớp học truyền thống các bạn chỉ được xem một lần thôi, và các bạn phải tiếp thu được bài, phải cố gắng ghi được những cái điểm mấu chốt. Như vậy thì các bạn sẽ đỡ mất thời gian hơn. Thì khi mình nói đến đây, mình không phải là quá khắt khe với các bạn, vì nó là video, nó có cái tính tiện lợi của nó, nên là các bạn có thể những cái phần nào các bạn không hiểu thì các bạn có thể tua lại xem, nhưng đừng có lúc nào cũng tua lại. Đừng có ý ý rằng mình tua lại được nên mình ngồi mình không tập trung. Lúc mà các bạn ngồi xem những cái video ở những cái khóa học online thì các bạn phải tập trung hết sức có thể cho mình và cố gắng ghi bài như là các bạn đang học ở trên lớp. Chỉ có cái phần nào mà các bạn bí quá, các bạn không còn cái cách nào khác thì các bạn mới phải tua lại để nghe thôi nha mọi người. Ok, vậy là các bạn đã biết khi mà các bạn học một cái khóa online nào thì các bạn phải có đúng 3 bước. Đầu tiên là xem video, và trong cái thời gian đó thì các bạn nhớ là cố gắng ghi chép lại bài đầy đủ, đúng không? Y như là các bạn đang ngồi học trên lớp, gọi là phần nào bí lắm thì các bạn mới phải tua lại video để xem thôi, chứ đừng có ý y là có video mà không ghi bài đầy đủ ha. Và tiếp theo ấy, thì khi mà các bạn về nhà, các bạn phải học lại, nhìn lại cái cuốn vở mà các bạn đã ghi, và sau đó các bạn học bài, đúng không? Và cuối cùng là các bạn nên ôn tập lại ha, chứ đừng có ý y rằng chỉ có mỗi cái video đó mình không cần ghi bài và mình không cần dành cái thời gian ra ngoài học là đủ nha. Ok, và tiếp theo, một cái điều tiếp theo sẽ giúp cho các bạn học online nó hiệu quả hơn ấy, đó chính là các bạn phải có một kế hoạch học tập rõ ràng. Đặc biệt là đối với những cái khóa online mà người ta có sẵn những cái video cho các bạn học ấy, thì vì nó là dạng video, không có ai đốc thúc các bạn, các bạn sẽ rất là dễ lười. Nhiều khi là các bạn thậm chí còn không hoàn thành được hết cái khóa học đó, mà nhiều khi là chúng ta đã vứt cái khóa học đó rồi. Bởi vì chúng ta cứ xem video xong rồi là nhiều khi chúng ta không biết, là chúng ta không nhớ là chúng ta đã học đến đâu, rồi là chúng ta xem giữa chừng rồi không hiểu bài, sẽ rất là mất động lực học ha. Thì cái giải pháp mình đưa ra ấy, đó chính là các bạn nên có cái kế hoạch học tập nó rõ ràng ha. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ là vấn đề học IELTS của mình. Mình đang học cái khóa Writing chuyên sâu và Speaking chuyên sâu ở trên nền tảng Prep. Mặc dù là trên nền tảng này người ta có cái chức năng là người ta sẽ lưu lại cái bài mà các bạn đã bấm ấy. Tức là ví dụ như các bạn học, ví dụ các bạn xem đến bài 3 thì khi các bạn mở ra thì nó sẽ có cái dấu báo hiệu là các bạn đã học đến bài 3 rồi, các bạn có thể xem cái phần tiếp theo. Nhưng mà mình ấy thì mình không có thích là mình không có kế hoạch như vậy, thì mình sẽ học một cách rất là buông thả, rồi là mình sẽ không biết là mình học đến đâu rồi, rồi là mình cứ học giữa chừng ấy thì mình sẽ quên mất kiến thức. Nên là mình muốn khoán bản thân mình một cái thời hạn nhất định để mà mình học cái khóa đó ha. Thì bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Thì bây giờ trên tay mình á là có cái thời khóa biểu, cái lịch của 3 tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Thì bây giờ các bạn cứ nhớ là bây giờ nếu mà mình dùng cái bút màu vàng mình tô, tức là cái ngày đó mình sẽ chủ yếu là xem video bài giảng. Và nhắc lại, đó chính là cái quy trình học một khóa online của mình ấy, sẽ là mình sẽ xem video bài giảng, và trong lúc đó mình sẽ ghi, cố gắng ghi lại bài một cách đầy đủ, và sau đó là mình sẽ dành ra cái thời gian mà chỉ xem lại cái vở ghi bài của mình thôi, và mình cố gắng nhớ và tiếp thu cái kiến thức hơn. Thì đó sẽ là cái cả cái quá trình đó mình sẽ tô bằng màu vàng. Và còn cái ngày, cái bút màu hồng ấy thì sẽ là cái quá trình mình làm bài tập ha, cho cái bài lý thuyết mà mình đã học ở trên lớp. Vì mình đang nói về khóa Speaking và Writing ha, thì cái thời khóa biểu này sẽ tập trung vào cái việc là mình sẽ sắp xếp cái việc học cái khóa online Speaking và Writing của mình như thế nào để mình có động lực và đạt được hiệu quả tốt nhất của việc học nha mọi người. Thì bây giờ ấy, ví dụ như là cái khóa Writing chuyên sâu đi, mình sẽ phải xem cái khóa học, cái video học lý thuyết, xong sau đó người ta có cả khóa chữa bài writing nữa, thì mình dự định là sẽ xem cái khóa lý thuyết trước, xong rồi mình sẽ làm cái khóa, mình sẽ làm bài tập khóa chữa đề. Thì bây giờ các bạn thấy á, trong cái khóa writing này nó có 17 bài, và cái thời lượng mỗi bài như vậy thì khoảng từ 20 cho đến 25 phút ha. Thì các bạn hãy hiểu là như thế này, là nếu mà cái thời lượng của cái khóa học
video đó mà khoảng là 25 phút ấy, thì các bạn cứ tính, cứ cho dư giả ra là các bạn sẽ cần gấp 3 thời gian như vậy để hoàn thành xong cái bài học đó, bao gồm những cái bước như là các bạn phải ghi lại bài vào tập nè, và các bạn phải đầu tiên là xem video đúng không, rồi là ghi lại bài vào tập, và sau đó là ôn tiếp thu cái bài đó, mình nhìn lại cái cuốn tập mình và mình cố gắng nhớ những cái thông tin từ cái bài học đó, thì các bạn sẽ mất khoảng gấp 3 lần như vậy. Thì ví dụ như là mỗi một bài là khoảng 25 phút thì các bạn sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi để mà chúng ta có thể học cái bài đó xong ha. Thì bây giờ vậy thì mỗi ngày mình sẽ cố gắng học một bài, và mỗi tuần thì mình sẽ cố gắng là 24/6 mình sẽ dành ra cái việc là học cái khóa lý thuyết writing đó bằng cách xem video ha. Thì bây giờ mình sẽ viết vào đây là mình sẽ xem video nè, từ cái bài 1 cho đến bài 17, và mình sẽ xem vào thứ 2, 4, 6 nha mọi người. Và sau đó thì mình sẽ làm bài tập. Thì bởi vì là nó còn tùy thuộc vào cái khóa học mà các bạn mua nữa, nhưng mà cái khóa writing chuyên sâu mà mình đang mua thì người ta sau mỗi bài người ta cũng sẽ có cái bài tập cho các bạn làm. Và mình thấy người ta cũng canh cái người ta có cái thời gian quy định để các bạn phải hoàn thành tất cả các bài đó là khoảng 1 tiếng rưỡi ha. Thì mình thấy là sau khi mình học cái bài lý thuyết vào thứ 2, thứ 6 thì thứ 3, 5, 7 sẽ là cái thời gian mà mình dành để mà làm cái bài tập đó. Thì mình cũng cứ như vậy và mình ghi cho đến bài ngày 17 luôn. Thì như các bạn thấy á, là nếu như mỗi tuần cứ vào ngày 2, 4, 6 mà mình xem một cho hết một bài writing, không có xem giữa chừng rồi dừng á, thì mình và cứ sau ngày kế tiếp thì mình làm bài tập á, thì mình sẽ kết thúc cái khóa đó trong khoảng gần một tháng 10 ngày ha. Nhưng mà mình sẽ để cái ngày dự phòng ra và là khoảng 5 ngày, tức là có những ngày mà mình cảm thấy là mình mệt, mình không muốn học, hoặc là mình có việc bận gì đó mình học không được, thì mình sẽ để cái ngày khoảng 5 ngày dự phòng ra. Thì mình nói chung ấy là mình dự trù là mình sẽ hoàn thành cái khóa writing chuyên sâu, cái khóa học online mà dưới dạng video này khoảng trong khoảng 1 tháng rưỡi ha. Thì các bạn nên có một cái mốc thời gian rõ ràng như vậy để các bạn khoán bản thân các bạn là ví dụ như trong 1 tháng rưỡi, nếu đây là đầu tháng 8 thì đến giữa tháng 9 là mình đã phải xong cái này rồi. Chứ các bạn đừng có học một cách dàn trải rồi có video đó lúc vui thì xem, lúc không vui thì tắt đi, hoặc là đang xem buồn ngủ tắt đi. Như vậy thì các bạn sẽ dần dần các bạn kiến thức nó bị gọi là nó không có được học một cách trau chuốt đàng hoàng ấy, thì các bạn cũng không có tiếp thu được, rồi từ từ các bạn tự nhiên mất động lực và các bạn sẽ bỏ lỡ cái khóa đó luôn. Nên là nếu mà đã học ấy thì nhớ là hoàn thành hết một bài, chứ đừng có học lỡ dở, học giữa chừng rồi bỏ ha. Thì tiếp tục đến phần speaking nha mọi người. Thì bây giờ phần speaking cũng vậy, thì phần speaking mình mua khóa speaking chuyên sâu và khóa chữa bài speaking. Thì đầu tiên mình dự định là mình sẽ xem hết các cái loạt video lý thuyết, xong rồi sau đó là mình sẽ dùng đến khóa chữa bài. Thì nói là xem video lý thuyết thôi, nhưng mà sau mỗi bài cũng đều có bài tập, thì mình cũng sẽ y chang như là mình học writing thôi. Mình sẽ dành ra ngày 3, 5, 7 để mà mình xem cái video lý thuyết, và sau đó là cái ngày kế tiếp thì mình sẽ dành ra để làm bài tập và nộp bài tập. Thì cái khóa speaking á, cái số lượng bài học nó sẽ ít hơn, nó chỉ có 7 bài thôi. Thì mình dự định là trong khoảng 2 tuần rưỡi thì mình sẽ hoàn thành cái khóa speaking chuyên sâu này. Thì sau khi mà mình đã dự trù được thời gian ấy, mình sẽ đặt ra một cái mốc ví dụ như là mình sẽ cố gắng là trong khoảng 2 tuần rưỡi đó mình sẽ cố gắng hoàn thành cái khóa speaking chuyên sâu này ha. Tức là đến khoảng giữa tháng 8 gần cuối tháng 8, ngày 18 tháng 8 thì mình phải hoàn thành xong. Thì khi mà mình có một cái mục tiêu như vậy ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ cam kết với cái việc học hơn. Vậy là bây giờ các bạn thấy đó, mình mua khóa speaking và writing và mình đã lên một cái lịch. Mình đã dự trù cho mình một cái lịch là mình sẽ hoàn thành cái khóa speaking chuyên sâu này trong khoảng 2 tuần rưỡi, và khóa writing chuyên sâu mình sẽ cố gắng hoàn thành nó trong khoảng 1 tháng rưỡi, tức là xem hết các video và bao gồm việc làm bài tập cũng như là việc học tiếp thu nó luôn ha. Thì sau đó cái khoảng thời gian còn lại thì mình tiếp tục, sau khi mà mình đã học cái khóa writing chuyên sâu rồi, thì cái khoảng thời gian sau đó mình dự định là sẽ hoàn thành cái khóa chữa bài writing. Thì trong khóa chữa bài writing này mình nhớ là nó có khoảng 10 bài nha, thì mình sẽ cố gắng làm bài tập trong 10 bài đó. Thì mình còn khoảng 2 tuần thì mình sẽ cố gắng hoàn thành 10 bài đó trong 2 tuần cuối của tháng 9 nha mọi người. Thì mình sẽ ghi vào đây. Còn về mặt speaking ấy, thì sau khi mà mình hoàn thành khóa speaking chuyên sâu rồi thì mình sẽ cố gắng, mình đặt ra một tiêu tiếp đó chính là hoàn thành khóa chữa bài speaking. Thì trong khóa chữa bài speaking này có khoảng 8 câu hỏi ha, thì mình sẽ cố gắng hoàn thành nó trong khoảng
một tuần rưỡi cuối cùng của tháng 8 ha. Thì khi mà mình có một cái lịch rõ ràng như vậy thì mình cảm thấy rằng là mình sẽ dễ dàng cam kết với việc học hơn, và mình sẽ cố gắng không có để nó trễ cái kế hoạch mà mình đã đặt ra. Thì đây là kế hoạch của 2 tháng sắp tới ha. Và còn cái tháng thứ 3 thì nếu các bạn thích các bạn cũng có thể lên kế hoạch luôn, nhưng mà mình không có lên kế hoạch xa đến như vậy. Tức là mình chỉ cần, ví dụ khi mà mình đã mua khóa học thì mình sẽ cố gắng đặt ra một cái lịch học cho từng bài một, và sau đó là mình biết trước rằng là mình phải có một cái deadline để cho bản thân mình hoàn thành những cái khóa học mình đã mua, chứ mình không có muốn mua xong rồi lại không dùng thì rất là phí tiền nha mọi người. Thì nói chung ấy là sau khi mình đã bỏ tiền mua 2 khóa speaking chuyên sâu và writing chuyên sâu thì mình muốn là mình phải sử dụng nó một cách thật là hiệu quả và không bỏ lỡ giữa chừng. Thì mình dự định là sẽ trong 2 tháng mình sẽ cố gắng học hết và làm tất cả các loại bài tập của 2 cái khóa này ha, tận dụng tất cả những gì mà mình đã bỏ tiền ra mua chứ không có để phí. Và đến tháng 10 ấy thì nói chung là tương lai cũng còn xa, thì mình nghĩ mình sẽ giải đề để mà ôn tập luôn 4 kỹ năng. Thì đến cái giai đoạn giải đề thì chắc là mình sẽ tiếp tục gọi là chọn sách, rồi chọn sách, chọn vở, rồi là mình lại xem mục lục của cái sách đó, và sau đó mình lại lên kế hoạch là ví dụ tuần này mình sẽ giải những đề nào, để mà mình có một cái kế hoạch cụ thể và mình không có bị lạc hướng cũng như là không có bị lười nha. Thì qua video clip ngày hôm nay, mình muốn các bạn nhớ cho mình 2 điều. Điều thứ nhất là những cái thao tác khi mà các bạn học online, và điều thứ hai đó chính là các bạn phải lên một cái kế hoạch học tập cho nó rõ ràng cụ thể, chứ đừng có để bị mất phương hướng và lạc hướng ha. Thì đầu tiên nói về điều thứ nhất, tóm tắt lại thôi. Đầu tiên là khi các bạn xem video online, bài giảng online, thì các bạn phải ghi chép lại bài tập đầy đủ và ý thức rằng là các bạn chỉ xem video một lần thôi, cứ như là các bạn chỉ được nghe giảng một lần, chứ không phải là thích thì cứ tua đi tua lại ha. Và sau khi nghe giảng thì các bạn có cái bài viết của chính mình, thì các bạn phải lấy ra các bạn học lại để các bạn hấp thu kiến thức. Và còn về điều thứ hai, nói một cách ngắn gọn thì các bạn phải có một cái kế hoạch học tập cụ thể. Khi mà các bạn mua một khóa học nào đó xong, các bạn phải tính được là mỗi ngày các bạn sẽ học nó như thế nào, mỗi tuần các bạn học bao nhiêu bài, và đến trước cái ngày nào thì các bạn sẽ hoàn thành khóa học đó ha. Hy vọng là qua video clip ngày hôm nay, các bạn đã nắm được những cái tips để mà có thể giúp các bạn học online được hiệu quả hơn, trôi chảy hơn, tiếp thu bài tốt hơn ha. Và nếu các bạn có tips gì khác, cũng như là các bạn muốn tổng hợp lại tips của mình ấy, thì đừng quên để ở dưới phần bình luận cho mình. Và nếu như các bạn thấy thích video clip này của mình thì đừng quên like, share và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại.